Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7 năm 2016, học sinh đăng ký từ hai khóa bổ trợ trở lên tại học máy sẽ được giảm 50% học phí khóa học. Chương trình áp dụng cho 3 khóa bổ trợ như sau. Khóa 20 giờ tán đổ môn hóa của thầy Lê Đăng Phương giúp chữa bệnh mất nước và làm cho học sinh hết sợ môn hóa. Hoặc từ chỗ sợ môn hóa có thể đạt được 56 điểm trong bài thi trung học phổ thông quốc gia chỉ sau 20 giờ học. Khóa học tán từ con số 0 của thầy Lương Huy Thử giúp xây dựng nền tảng kiến thức học cho học sinh tốt, giúp học sinh tự tin bước vào giai đoạn ôn luyện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Khóa học tiếng Anh từ con số 0 của thầy Phạm Trận Hiếu giúp trang bị kiến thức cơ bản nhất cho học sinh lớp học tiếng Anh và tạo nền móng kiến thức để chuyển tiếp sang giai đoạn luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Giảm 50% học phí khóa học tương đương với mua một tặng một khóa, cụ thể như sau. Ví dụ, nếu bạn mua một khóa 20 giờ toán đổ môn hóa và một khóa học toán từ con số 0, bạn sẽ phải chỉ phải thanh toán 200.000 đồng thay vì phải mua hai khóa với mức học phí gốc là 400.000 đồng. Hoặc nếu bạn mua cả ba khóa bổ trợ trên, mức học phí gốc là 700.000 đồng, bạn sẽ chỉ phải thanh toán 350.000 đồng. Như vậy bạn sẽ tiết kiệm được 350.000 đồng cho ba khóa học này. Lưu ý là nếu tài khoản của bạn có tiền khuyến mại, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiền khuyến mại để mua các khóa học này. Thời gian diễn ra chương trình duy nhất chỉ diễn ra trong thời gian một tuần, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7 năm 2016. Đến một khóa học, các bạn làm theo các bước như sau. Đầu tiên, bạn vào trang chủ học mãi.vn, đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau khi đăng nhập xong, bạn vào mục học phí, chọn khóa học và mục khóa học bổ trợ. Tiếp theo bạn lựa chọn khóa bổ trợ mà bạn sẽ mua, ví dụ bạn muốn mua môn toán hoặc môn tiếng Anh. Bạn nhấn lựa chọn môn tiếng Anh, nhấn lựa chọn. Và môn hóa, bạn lựa chọn khóa 20 giờ tán đổ môn hóa. Tổng học phí của khóa 3 khóa học này là 700.000 đồng, bạn sẽ chỉ phải thanh toán 350.000 đồng. Bạn nhấn vào nút đăng ký học. Nếu trong tài khoản của bạn có tiền khuyến mại, ví dụ như ở đây bạn có 20.000 đồng, bạn có thể sử dụng 20.000 đồng này để đăng ký khóa học. Nếu tài khoản của bạn còn thiếu, bạn có thể nạp thêm tiền vào tài khoản để đăng ký các khóa học của mình. Chúc các bạn học tốt!